Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Tháng 12 năm 1978, trong chuyến thăm một số nước Đông Nam Á, Đặng Tiểu Bình đã nói một số điều dường như không thích hợp với tư cách là một nhà lãnh đạo của một quốc gia văn minh. Ông Đặng nói rằng, Việt Nam là một kẻ lưu manh, chúng ta cần phải dạy cho họ một bài học. Ông ta đã nói những lời thô lỗ trên truyền hình, những lời nói đầy tính bá quyền mà nhiều người không thể nào quên. Vây ngụy cứu Triệu, giải nguy cho Khmer Đỏ. Lý do chính thức của Trung Quốc đưa ra biện hộ cho cuộc tấn công xâm lược Việt Nam là các vấn đề về lãnh thổ và Hoa Kiều. Mặc dù cả Trung Quốc và Việt Nam vào thời điểm đó đều thuộc phe Cộng sản, nhưng vẫn còn một số tranh chấp trên biên giới đất liền, Vịnh Bắc Bộ và cả quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Đây cũng là một vấn đề không thể tránh khỏi giữa nhiều quốc gia giáp danh. Tuy nhiên, thường thì các tranh chấp như thế này có thể được giải quyết thông qua đàm phán mà không cần tới chiến tranh. Hơn nữa, vì cả hai bên không có kế hoạch khai thác dầu hoặc các nguồn tài nguyên khác trên biển vào thời điểm đó. Trong khi diện tích đất tranh chấp trên đất liền thì không vượt quá 100 km². Vậy nên, việc Trung Quốc tuyên bố họ đánh Việt Nam là cuộc phản kích tự vệ thực sự không ai có thể chấp nhận được. Việt Nam khi đó vừa mới ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác Liên Xô cũ, cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phản bội cách mạng vì Bắc Kinh đã thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trước đó, khoảng 160.000 Hoa Kiều đã bị Hà Nội trục xuất khỏi Việt Nam trước khi mà chiến tranh nổ ra, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lúng túng phát hiện ra là họ không đủ khả năng sắp xếp cho những người tị nạn trở về. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì tuyên bố chiến tranh để bảo vệ Hoa Kiều vẫn không thuyết phục được dư luận, bởi ít nhất là 200.000 Hoa Kiều ở Campuchia cũng đã bị tàn sát dưới sự cai trị của Khmer Đỏ cũng cùng vào thời điểm đó. Thế nhưng cùng như vậy thì Bắc Kinh cũng đã không có một lời bảo vệ họ, nói gì tới hành động quân sự. Tuy nhiên, những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tấn công Việt Nam để giải quyết nguy cơ diệt vong của Khmer Đỏ được coi là một trong những yếu tố chính trong việc phát động chiến tranh. 40 ngày trước khi một cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra, sau nhiều cuộc tấn công khiêu khích, thậm chí là thảm sát dân Việt của Khmer Đỏ, thì 20 sư đoàn chủ lực của quân Việt Nam đã đánh đòn chớp nhoáng, tràn sang lãnh thổ Campuchia và lật đổ chế độ Khmer Đỏ theo đuổi chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở Campuchia. Đây có lẽ chính là nguyên nhân trực tiếp nhất của cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung. Chiến lược của Bắc Kinh đối với Việt Nam vào thời điểm đó là chiến lược vây ngụy cứu Triệu, hy vọng rằng một cuộc tấn công vào Việt Nam sẽ làm giảm bớt các cuộc tấn công của Việt Nam đối với Khmer Đỏ, kẻ đã thất bại và bị buộc phải chuyển sang chiến tranh du kích. Đặng Tiểu Bình muốn dạy cho Việt Nam một bài học. Việt Nam phát động một cuộc tấn công quy mô vào Campuchia ngày 25 tháng 12 năm 1978 và chiếm được Phnom Penh chỉ sau đúng 2 tuần. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ ngay từ đầu. Ông Dương Danh Di được bổ nhiệm làm bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh từ tháng 9 năm 1977, nhớ lại rằng tháng 12 năm 1978, trong chuyến thăm một số nước Đông Nam Á, Đặng Tiểu Bình đã nói một số điều mà tôi thấy không thích hợp với tư cách là nhà lãnh đạo của một quốc gia văn minh. Ông Đặng nói rằng, Việt Nam là một kẻ lưu manh, chúng ta cần phải dạy cho nó một bài học. Tôi thấy ông ta nói những lời thô lỗ trên TV, những lời ác độc của ông ta tôi mãi mãi không bao giờ quên. Vào thời điểm đó, trong cuộc chiến tranh lạnh, Liên Xô và Hoa Kỳ đã có xung đột lợi ích rộng lớn trên toàn thế giới, trong khi Bắc Kinh thì bị cô lập tương đối Đông Á vì các chiến lược đối đầu với Moscow và xuất khẩu các cuộc cách mạng trước đó của Bắc Kinh để cạnh tranh với Liên Xô về vai trò lãnh đạo trong thế giới cộng sản. Thời cơ các đồng minh của Việt Nam đang bận rộn chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống lại Afghanistan và Trung Quốc thì bắt đầu nối lại quan hệ với Hoa Kỳ, Bắc Kinh cũng đã phát động chiến tranh biên giới Việt Trung. Trong những năm 1970, các nước công nghiệp lớn của phương Tây đã bắt đầu suy thoái sau thời kỳ bùng nổ khá dài hậu Thế chiến II. Do đó, phương Tây chuyển đầu tư sang các nước đang phát triển một cách có chọn lọc để thực hiện thay thế ngành nghề và tận dụng lao động giá rẻ, duy trì tính cạnh tranh. Đây là bối cảnh lịch sử của quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung. Nhìn từ chuyến thăm của Đặng Tiểu Bình tới Hoa Kỳ vào tháng 1 và cuộc phát động chiến tranh vào tháng 2 năm 1979, rõ ràng là chiến tranh Việt-Trung có ý định là dạy cho Liên Xô một bài học và lấy lòng Washington thì hơn là dạy cho Việt Nam một bài học. Trước đó không lâu, Hoa Kỳ đã thất bại và mất thể diện trong cuộc chiến ở Việt Nam. Sau cuộc chiến tranh Việt-Trung, quan hệ Trung-Mỹ đã bước vào thời kỳ hoàng kim gần 10 năm, mãi cho tới tháng 6 năm 1989. Kích động chủ nghĩa dân tộc, tập trung quyền lực. Ngoài ra, ở Trung Quốc,
cách mạng văn hóa vừa kết thúc, một tập thể lãnh đạo mới bắt đầu cầm quyền. Do cuộc cách mạng văn hóa khiến các tầng lớp nhân dân mất đi sự tín nhiệm với sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các chính trị gia hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng cần phải phát động một cuộc chiến tranh nhằm chống lại những kẻ xâm lược nào đó để kích động tình cảm chủ nghĩa dân tộc của người dân. Sau chiến tranh biên giới Việt Trung, Đặng Tiểu Bình đã thành công giành được quyền lực trong Đảng và khiến Hoa Quốc Phong mất chức chủ tịch Quân ủy Trung ương, để rồi ông Đặng nắm được đại quyền. Có thể thấy rằng Đặng biết rõ sức chiến đấu của quân đội Trung Quốc đã rất suy yếu sau cuộc cách mạng văn hóa, nhưng Đặng thì vẫn quyết tâm khai chiến với Việt Nam. Mục đích chính là thông qua phát động chiến tranh để đánh đổ các đối thủ trong Đảng và củng cố quyền lực của mình. Vậy nên Đặng coi các sĩ quan, binh lính bình thường chỉ là bia đỡ đạn cho mình. Một số người cho rằng cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung là một biểu hiện tập trung của cuộc đối đầu Đông Tây trong khu vực, bởi vì bản thân cuộc chiến tranh không có kết quả ngoại trừ tổn thất. Nhưng cuộc chiến này sau đó đã mở ra 10 năm chiến tranh biên giới Vị Xuyên, mà Trung Quốc gọi là Lão Sơn. Hải quân Trung Quốc và Việt Nam cũng đã nổ ra nhiều cuộc xung đột quân sự trên biển ở quần đảo Hoàng Sa vào đầu những năm 1980. Việt Nam đã cho Liên Xô mượn vịnh Cam Ranh, địa điểm chiến lược để làm căn cứ hải quân, không quân, khiến Trung Quốc trước bụng và sau lưng đều thọ địch. Đây thực sự là điều mà Bắc Kinh bất ngờ. Cuộc chiến tranh này cũng khiến Hoa Kiều ở Việt Nam bị phân biệt đối xử nhiều hơn và phần lớn bị buộc phải di cư. Việt Nam tới nay vẫn duy trì một trong những quân đội lớn nhất thế giới, một phần vì những lo ngại đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đứng từ góc độ quân sự, cuộc chiến này đã phơi bày sự ngu ngốc, xấu xí và tàn ác của quân đội Trung Quốc. Với chiến thuật biển người, cuối cùng thì họ vẫn thất bại, thiệt hại tới hơn 60.000 binh sĩ. Con số thương vong này còn cao hơn số thương vong của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam hơn một thập kỷ. Chiến tranh xâm lược Việt Nam của Đặng Tiểu Bình để lại ký ức thù hận cho người Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới nay vẫn chưa có nghiên cứu công khai về cuộc chiến này. Số lượng binh lực Trung Quốc khi đó huy động bằng tổng số quân của cả nước Việt Nam. Mặc dù vậy, thì quân đội Việt Nam, một đội quân đã trải qua thử thách chiến tranh lâu dài, trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa mới kết thúc 4 năm, chẳng những quân đội Việt Nam không rút quân đội của mình từ Campuchia về, mà còn rút các lực lượng chủ lực gần biên giới Trung Quốc về tuyến sau, vốn chỉ để lại bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, giỏi đánh du kích. Hơn nữa, còn áp dụng phương châm phân tán lực lượng, tránh giao chiến trực diện với quân đội Trung Quốc vốn đông như kiến. Điều này là hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu ban đầu của quân đội Trung Quốc, khiến cho quân đội Trung Quốc đã trở thành một đám đông ô hợp, không có đất dụng võ. Quân đội Trung Quốc tấn công Việt Nam với 600.000 quân. Việt Nam đã chống cự quyết liệt bằng chiến tranh du kích. Chính sách bốn sạch. Ngược lại, Việt Nam đã áp dụng biện pháp mà họ đã từng đối phó với quân đội Mỹ năm xưa, khiến cho quân đội Trung Quốc đã bị động, bị tấn công ở khắp nơi. Chỉ trong 17 ngày ngắn ngủi đã tổn thất hơn 60.000 binh sĩ, vượt xa tổn thất từ mười mấy năm của quân đội Mỹ khi chiếm đóng Việt Nam. Trong những ngày đầu tiên quân đội Trung Quốc tiến vào Việt Nam, họ thực hiện chính sách chỉ đánh quân đội Việt Nam, không quấy rối dân chúng, khiến cho quân đội Việt Nam vốn tránh mũi nhọn kẻ thù và giỏi du kích lại càng có cơ hội tấn công. Hơn nữa, dân chúng Việt Nam đều trở thành những người lính, họ tích cực hỗ trợ quân đội của mình, tiến hành đảo bẫy, đặt mìn, đánh lén sau lưng, bắn lén, chuyên đánh các đơn vị vận tải của quân đội Trung Quốc, cũng như đánh các đơn vị tiếp viện của Trung Quốc. Như vậy, quân đội tiền phương của Trung Quốc không được tiếp tế và chỉ viện, khiến cho họ không đánh mà tự loạn. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng không quen đường, lạ đất nên đã chịu thiệt hại rất lớn. Từ đó về sau, quân đội Trung Quốc đã thẹn quá hóa giận, họ không thể không thay đổi chiến thuật, thực hiện chính sách bốn sạch là giết sạch, đốt sạch, cướp sạch và phá sạch. Nhưng những điều này cũng không bắt bí được bộ đội chính quy Việt Nam. Trải qua nhiều năm chiến tranh, quân đội Việt Nam với chiến thuật du kích còn lão luyện hơn nhiều so với quân đội Trung Quốc, thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những nơi bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng cũng đều là những vùng đất trống rỗng, hơn nữa lúc nào cũng bị du kích và dân chúng Việt Nam âm thầm tập kích và quấy rối. Quân đội Trung Quốc không có nơi ẩn náu và không được nghỉ ngơi, hồi phục, nên đã trở nên lo lắng, mệt mỏi, không chịu nổi. Các cuộc công kích sâu cũng không có tiến triển nhiều. Chiếm Lạng Sơn, phá hủy tất cả. Nhất là trong cuộc tấn công Lạng Sơn cuối cùng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vì muốn sớm kết thúc cuộc chiến lợi bất cập hại này nên đã tìm thể diện để rút quân. Theo đài Bắc Kinh đã nghiêm lệnh cho đại quân Trung Quốc ở Việt Nam rằng trong vòng 3 ngày phải bằng mọi giá chiếm được Lạng Sơn, một thị xã trọng yếu có ý nghĩa chiến lược của Việt Nam. Vì thế,
quân đội Trung Quốc đã dựa vào quân số đông đảo, áp dụng chiến thuật oanh tạc loạn xạ vào Lạng Sơn, dùng chiến thuật biển người đánh bạt mạng. Trong 3 ngày chiến đấu, không tiếc cái giá mỗi ngày, tổn thất tới hơn 1 vạn binh sĩ. Cuối cùng, quân đội Trung Quốc cũng đã chiếm được Lạng Sơn thành không nhà trống. Sau khi chiếm được Lạng Sơn, ngoại trừ một mỏ than ngầm không bị phát hiện mà không bị phá hủy, thì các cơ sở còn lại bao gồm như trang trại, nhà ở của dân cư, ruộng đất và một số cơ sở hạ tầng công nghiệp đã bị quân đội Trung Quốc phá hủy. Một số vùng đất nông nghiệp bị phá hủy bởi bom hóa học của Trung Quốc. Nhiều năm sau này vẫn không thể khôi phục và trồng trọt được. Sau chiến tranh biên giới Việt Trung, Việt Nam đã mời các tổ chức Liên Hợp Quốc tiến hành khảo sát hiện trường. Chiếm được Lạng Sơn sau gần 17 ngày xâm lược Việt Nam, quân đội Trung Quốc cũng đánh chiếm được thêm mấy thị xã nhỏ, thị trấn nhỏ ở biên cương, lại phải trả giá thương vong thảm hại. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ không đạt được mục đích dự kiến mà còn vừa mất phu nhân vừa thiệt quân. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc này. Họ lo lắng không phải là bao nhiêu binh sĩ đã mất, mà lo lắng rằng Việt Nam và Liên Xô đã ký hiệp định đồng minh quân sự từ trước đó. Trong đó quy định rằng, bất kỳ bên nào của quốc gia thành viên đồng minh trong 19 ngày bị kẻ thù xâm phạm thì phải xuất quân để chi viện. Khi đó, Liên Xô và các nước sau chủ nghĩa Đông Âu và cả Cuba nữa sẽ xuất quân để chi viện cho Việt Nam. Họ đã điện đàm cho cộng đồng quốc tế, thề sẽ dùng máu để hỗ trợ Việt Nam. Ngoài ra, cả Mỹ và Nhật Bản đều nghiêm khắc lên án hành động xâm lược của Trung Quốc. Quân đội Liên Xô sẵn sàng trở lệnh. Xét thấy áp lực quốc tế, hơn nữa Bắc Kinh đã không ngừng hạ binh tổn tướng mà chẳng đạt được tiến triển nào, và ranh giới 19 ngày cũng đã tới rất gần. Rất nhiều quân Liên Xô đã tập trung ở biên giới Trung Quốc, Mông Cổ và biên giới Trung Xô. Quân đội các nước Đông Âu, quân đội Cuba và Mông Cổ đều chuyển sang giai đoạn chuẩn bị chiến tranh cấp đặc biệt. Một lượng lớn bộ đội nhảy dù cũng đang chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với những hành động như vậy, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đương nhiên là biết rõ hậu quả. Trung Quốc tất nhiên là sẽ không thể tránh được tình cảnh xấu hổ thất bại. Vì thế, đành câm miệng chịu thiệt và tìm cho mình một thể diện. Đánh chiếm được Lạng Sơn, dùng rất nhiều máu của binh sĩ và những lời giả dối hoa mỹ tô vẽ về thể diện. Vì thế, sau khi chiếm được Lạng Sơn, họ liền vội vàng tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng cánh cửa lớn tiến vào Hà Nội là Lạng Sơn đã được mở toang, mục đích của chúng ta đã đạt được, rồi vội vàng tuyên bố rút lui tất cả quân đội khỏi Việt Nam. Nhưng trong quá trình rút quân, quân đội Trung Quốc cũng không còn an toàn sống sót trở về. Quân đội Trung Quốc vốn 3 ngày có thể rút lui xong, nhưng đã bị quân đội Việt Nam truy kích, do đó rút lui phải mất tới 14 ngày mới hoàn thành. Tàn quân Trung Quốc đã bị quân đội Việt Nam đánh đuổi và tiêu diệt thêm gần 10.000 người. Quân Trung Quốc bắt đầu rút lui vào ngày 5 tháng 3. Ngoại trừ những người bị tiêu diệt và bắt giữ không thể rút lui, những người còn lại phải rút lui lần lượt cho tới tận ngày 19 tháng 3 mới kết thúc. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Túc Dụ tại kỳ họp thứ 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 1978 đã tuyên bố rằng chỉ cần một phần lực lượng của các quân khu Quảng Châu và Côn Minh đã đủ để đốt sạch, phá sạch và chiếm gọn Hà Nội trong vòng một tuần. Thật là nực cười. Cuộc chiến phản kích tự vệ chống Việt Nam đã kết thúc thắng lợi như vậy đấy. Chiến tích là Trung Quốc lại có thêm 60.000 binh sĩ chết và bị thương. Và tổng số người chết cũng như bị thương tại Việt Nam, ngoài quân nhân, còn có một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em, cũng như người dân, tổng cộng là 50.000 người.